Dự báo thời tiết 27 tháng 1, Bắc Bộ sương mù trời rét, Nam Bộ nắng nóng. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc, sáng sớm có sương mù, trời rét, với nhiệt độ có nơi dưới 13 độ C, trong khi đó, nắng nóng diễn ra ở Nam Bộ. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 26 và ngày 27 tháng 1 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu, có nơi 26 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, trời rét, độ ẩm từ 50 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi 10 đến 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 65 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, 3, có nơi cấp 3, 4, độ ẩm từ 50 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 50 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 50 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 70 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 26 và ngày 27 tháng 1 năm 2019. Trường gió Đông Bắc thịnh hành trên khu vực Biển Đông đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, 5. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Tây đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng Nam Biển Đông
có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, riêng vùng biển phía tây đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa, trên 10 km, gió đông cấp 3, 4. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.